Bạn ơi, cũng lâu lắm rồi Dĩ không xuất hiện ở trên kênh của anh Maker đúng không? Thì hôm nay là Dĩ sẽ đem tới cho mọi người cái xe nó rất là đẹp, nó mới và quan trọng nhất là nó không hề tốn xăng luôn. À, là bên trong đó có một nhân vật quan trọng đang đợi mọi người á. Đi. Đi đi xe, Minh. Thôi, thì anh chờ em từ sáng tới giờ là mục đích là để tới đây để review của con xe không tốn xăng. Ok em ha. Đây, đây là con xe mà anh muốn review cho em. Ủa? Đó. Ủa này xem xe ga mà, hôm nay em review xe điện mà. Đây là xe máy điện. Đây là xe máy Citiga. Xe Citiga ông ơi. Cãi không à? Dở lên coi có cái chỗ đổ xăng. Đâu có cái chỗ là đổ xăng đâu mà kêu xe 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 máy. Cái thời buổi công nghệ phát triển như vậy á là những chiếc xe điện nó rất là đẹp. Nhìn y như là một chiếc xe 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 tay ga vậy đó. Ồ, em nhìn em tưởng xe máy không á. Đúng rồi, rất là tiện lợi rồi thôi. Bây giờ anh sẽ review cho em hiểu hơn về con xe này. Ừ. Và để cho em, nếu như em có ý định mua nó, cái xe này rất là tiện lợi nha. Em đi học cũng được nè, như những mà học sinh nhỏ tuổi á, chưa đủ tuổi, ví dụ 16 tuổi chưa có bằng lái là đi học cũng được. Và những người chưa có bằng lái xe như em chạy cũng được. Hồi nào? Em chưa có bằng lái. Em có bằng lái xe tải luôn anh đó, giỡn. Và đặc biệt là nó không có tốn xăng. Ừ. Cái thích là thích không tốn xăng, bây giờ giá xăng tăng cao lắm. Càng ngày xăng càng tăng cao. Giờ mua xe này là số 1. Vậy? Đẹp, đẹp anh đẹp. Rồi giới thiệu em luôn. Đây là mẫu xe Dibao Banshee S2 thế hệ mới nhất luôn đó em. À, thì cái mẫu xe này á nha, em có thể đi với tốc độ là từ 45 đến 50 cây số trên giờ. Ôi, nó cũng khác gì xe máy đâu ha. Ừ, nó khác gì xe ga đâu. Chứ cũng nhanh lắm á. Và cái khi mà một lần em sạc á nha, một lần em sạc là em có thể đi từ 60 đến 100 cây. Tùy cái quãng đường em đi, kẹt xe hay là đi đường trường hay là đường leo dốc, nó sẽ nằm trong khoảng từ 60 đến 100 cây. Ừ. Nếu mà em đi ok nhất là có thể đi được tới 100 cây luôn đó. Ừ. Ghê chưa? Ghê. Ủa sao nãy giờ em ngồi hoài em khói hả? Hợp với dáng em ngồi như học sinh 16 tuổi. Nè, còn một cái nữa đặc biệt giới thiệu cho anh em xem kênh luôn. Nhất là khi mà anh em ở thành phố Hồ Chí Minh giống tôi là hay sợ trộm cướp. Xe này có chống trộm luôn nè, trang bị bộ chống trộm rất là xịn sò luôn. Còn cái chìa khóa này á, nhìn giống chìa khóa xe hơi vô, rất là đẹp đó. Rồi gắm vô. Rồi trên đây là được trang bị công nghệ đèn led, em thấy không, rất là đẹp, rất là xịn sò đúng không? Đẹp. Cũng có đầy đủ cái thông số nè. Ừ. Ê, cái này là báo, thay vì báo điện là nó là thành báo xăng của xe máy, thì cái này là báo điện rồi, thấy không? Đúng rồi, thấy rồi. Rồi báo km đi được nè. Ừ. Đó. Này là odometer. Ê, còn phải một cái đặc biệt nha. Hồi nãy á, anh mới test thử xe này có 3 chế độ chạy luôn. Ồ. Chạy vừa nè, chạy thấp nè, chạy chậm nè, chạy vừa nè. Max speed. Ồ, có max speed luôn. Ê, cái ga này á giống cùm tăng tốc à. Đẹp giống quá cục tăng à. Tốc trên xe máy ghê ha. Ờ, em thích cái này lắm, cầm vô êm tay. Rồi xuống đi, để anh review xe. Mà hoài vậy, đuổi hoài luôn. Rồi, đối với mẫu xe Dibao Banshee S2 thế hệ mới này thì kích thước xe có chiều dài là 1750mm, chiều rộng là 710mm và chiều cao là 1110mm. Tải trọng con xe có thể đạt tới từ 130 tới 150 kg. Công suất động cơ điện là 1450W. Bình điện là tổ hợp ắc quy 60V, 5 x 12V, 21.6 Ah.
Rồi, anh em thấy gì chưa? Cái dàn đầu của nó rất là đẹp. Liên tưởng đến những con tay ga hạng sang á, đúng không? Em liên tưởng đến những con tay ga hạng sang, nó nhìn nó rất là sang chảnh mà nhìn. Cái là con Vespa mini gì á. Nè, em nhìn nè. À, cái này giống như là những cái con xế hộp hạng sang. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thiết kế nó rất là gọi là đẹp và đẳng cấp á. Rồi, tiếp theo á, cái những vấn đề mà anh em rất là quan tâm đó là về đèn. Thì anh em yên tâm đi, về những chiếc xe điện á, cái đèn led nó rất là sáng. Đây, đây được trang bị đèn led 2 tầng. Ở chiếc xe này nè, chưa bóc siêu luôn. Bây giờ em bóc đi, bóc đi. Bóc, bóc. Cho em bóc, cho em bóc. Bóc, bóc, bóc. À, em bóc. Bóc đây, bóc đi. Đó. Nhìn rất là sang luôn, phải nói là đèn led 2 tầng rất là sang và sáng. Rồi. Được trang bị á, là trước á là phanh đĩa. Đây, phanh đĩa thấy không? Đây, trước là phanh đĩa. Còn phanh sau vẫn là cơ nha. Phanh sau vẫn là cơ. Rồi. Còn cái lớp chỗ nó là được trang bị là lớp không xăm luôn nha em. Lớp không xăm 90 90 10. Bánh trước và bánh sau là hầu như là bằng nhau. À. Rồi, bây giờ em có thể bên chống đứng xuống em ngồi thử thoải mái không? Rồi, em ngồi thử đi. Đây là một người chiều cao là 1m63, ngồi rất là thoải mái. Thì đối với những em học sinh á, thì ngồi rất là ok luôn và rất là sang. À, cái này xe này đi làm đi chơi nhìn rất là đẳng cấp hơn. Anh nhìn mà anh còn thích nữa. Ừ. Đi làm đi chơi nhìn có rất nó gọi là rất là đẳng cấp. Phuộc nhìn rất là đẹp nha anh em. Phuộc nhìn giống như mấy cây phuộc mô tô rồi á, nhưng mà nó thu nhỏ lại. Đấy. Anh, mấy con xe điện mà đẹp như vậy á thì giá nó làm sao hả anh? Giá nó sẽ rất là bất ngờ luôn. Chỉ có khoảng 18 triệu thôi em. 18 triệu? Đúng rồi, chỉ có 18 triệu thôi. Bằng một con, bằng một cái con xe quay thôi. Đó, 18 triệu là em có thể sở hữu một cái con xe điện rất là đẳng cấp mà không có tốn xăng. Vậy một đi xe điện như vậy á thì nó sạc khoảng sao anh? Sạc nhiêu á? Thì con này sạc đúng không? Thì anh em nghiên cứu thì con này thì ban ngày mình đi đúng không? Thì ban đêm mình phải ngủ. Mà mình ngủ thì chiếc xe mình cho nó ăn, mình gắm vô sạc. Thì sạc khoảng tầm 12 tiếng. 12 tiếng là sẽ sạc đầy bình. Và mình sẽ đi được tới 100 cây đó em. Ghê chưa, ghê chưa? Thì rất là đơn giản mà. Thì những lúc mà em ngủ thì em gắm sạc vô cho nó thôi. Đó. Rồi thì bây giờ chắc em chở đi hả? Để ngồi phía sau nữa ha. Rồi. Chở nha. Đây. Đây là cái cảm giác mình ngồi phía sau nè. Thì để mình review cho anh em ha. Cái cảm giác mà ngồi lên cái yên này thì nó êm đúng không? Nó êm và nó rộng anh em. Cảm giác anh giống như là đang ngồi trên những con tay ga sang vậy á. Chứ không phải là con trên con xe điện nữa em à. Nhìn nó sang. Êm lắm. Cái này mà anh em chở người yêu thôi là nhức nách luôn. Ơi xe này mà dọn lại đẹp lắm á. Dọn lại mình độ á. Độ kiểu sang đồ á. Độ giống như Racing Boy rồi á. Đẹp lắm á, con này mà độ lại dán tem rồi đẹp đẹp lắm á nha. Rồi. À, ở đây có móc treo đồ luôn nè, thiết kế sẵn cho mình là một cái móc treo đồ để mình treo trà sữa. Em rất cần cái này, em đi mua trà sữa em sẽ có chỗ treo. Cái chỗ này á mình có thể chở thú cưng được. Chở chó. Đúng rồi, chở thú cưng đi chơi được. Ê, cho mọi người coi cái cốp. Đây, để anh chống chân xuống cho mọi người coi cái cốp. Rồi, để quay cái cốp cho mọi người xem. Wow, cốp thì ở trong đây có cục sạc sẵn. Cốp này cũng rất là rộng. Có thể bỏ được hai cái nón bảo hiểm à. Hai cái nón bảo hiểm á. Rồi, thì đương nhiên là phần đuôi đèn sau vẫn được trang bị công nghệ LED. Đó, và chỗ này là chỗ để cái biển số xe điện. Và anh em lưu ý nha, những cái xe này là sẽ không cần bằng lái nha anh em nha. Học sinh là đi vẫn ok. Để anh mở cho anh em coi xe nhanh trước sau. Đó, đây là xi nhan của xe. Để cho anh em nghe tiếng còi nè, tiếng còi nè. Ví dụ chống trộm đi, chống trộm, ví dụ mình trộm. Đó, thấy không? Đó.
nói chung rất là hay, đầy đủ công nghệ. Anh thấy nó giống như một, nó trang bị giống như là một cái công ty ga hạng sang hả? Anh lưu ý gì á, mình cảm thấy là cái điều đó luôn, y chang một cái tay ga hạng sang. Em á, em thấy cái màu nó đẹp lắm rồi, em thích lắm rồi, nhưng mà nó còn màu khác không anh? Đương nhiên xe này là còn rất là nhiều màu, nhiều mẫu mã. À, bây giờ mình sẽ để cái đường link của cái trang web xe đi bao này ở dưới. Anh em nào mà muốn tham khảo á thì anh em có thể vào cái đường link này để tham khảo những cái màu và những cái mẫu xe chuẩn bị về và những cái mẫu xe hiện có. Đó, còn bây giờ thì anh muốn chạy thử. Em cũng muốn. Bây giờ anh sẽ chạy thử để anh chia sẻ cảm nhận. Rồi. Như anh em đã thấy là mình đang chạy trên cái con Dibao Banshee S. Có thể nói là nó mạnh y như là xe máy luôn anh em. Và cái tải trọng của nó là lên đến 150 kg. Thì những anh em mà chạy một mình hoặc chở ghệ, con ghệ phía sau, người yêu phía sau thì rất là ok và thoải mái ha. Và những em học sinh đi học á, mà tống hai thì rất là ok luôn. Nó gọn nhẹ và rất là đẹp. Đây là mình đang đi trong mỗi khu chợ đông người nè. Luồn lách rất là dễ chịu. Rất là dễ chịu luôn nha. Đó, lách nè, đó. Mạnh luôn, gia tốc. Bây giờ mình bật, mình đang ở chế độ yếu nhất nè. Bây giờ chế độ vừa đi. Đó, chế độ vừa nè. Ổ gà êm. Chạy mình mới thấy là cái phuộc nó êm nha anh em. Phuộc êm. Với một cái con xe mà giá 18 triệu thì còn là còn cái đòi hỏi gì nữa từ con xe này nữa anh em. Bây giờ mở chế độ Max Speed. Trời ơi, nó lao như tên bay vậy đó anh em. Nói chung là nếu mà học sinh đi con này là cũng là khá mạnh nha. Với những em học sinh mà đi con này là mình thấy là mạnh đó. Mạnh. Đấy. Ổ gà rất là êm. Êm không? Ngồi sao thấy êm không? Êm ru luôn. Con này mà để đi lại trong đường phố thành phố này thì thôi chứ quá tuyệt vời. Mà nhìn nó sang ghê. Sang, rất là sang luôn. Em muốn nghe anh hát không? Nghe Nobita thầm yêu Shika hái hoa hồng tặng cho Sun Goku. Rồi. Có thể nói là con xe này tuyệt vời. Mua con xe này đảm bảo là có người yêu liền. Nó êm. Và hồi thời đi học mà mình mà có con này thôi chứ. Đi học thôi. Cái thời mà mình là sinh viên á, mình mà có con này á là đảm bảo luôn. Đá chân trống xuống là mấy em nữ sinh áo dài là chết hết, chết hết. Đúng không em? Thời sinh viên mà ai mà có con này thôi chứ. À, nói về con gái là chỉ có xỉu ngang xỉu dọc thôi. Mà gặp anh chạy con này nữa chứ. Mà cái màu đen này đẹp ha anh em ha. Màu đen này rất đẹp, nhìn rất là ngầu. Kéo nè, kéo nè. Để em kéo nè, em kéo nè. Quá đã. Nói chung á là nó êm ru luôn á. Nếu như mình chạy phía sau tới xe này mà anh em đi bắt gan hả, là không ai biết anh em chạy theo người ta luôn. Nó êm ru luôn, không có một tiếng động, thấy không em? Không có một tiếng động luôn. Rồi thôi, đây là những chia sẻ trải nghiệm thực tế luôn anh em. Thực tế luôn, nếu như mà anh em nào có mẫu xe này thì anh em chạy thử đi. Thứ nhất là dắt nó nhẹ. Vừa dắt nhẹ mà vừa chạy nhẹ nữa. Mà vừa rẻ nữa, vừa không tốn xăng nữa. Đó, anh em hay hỏi tôi là cái mẫu xe nào không tốn xăng. Đây, đây là cái mẫu xe không tốn xăng nè. Bao chạy luôn. Ôi, sao bữa nay thiệt sự là anh không biết là mình có mượn được con xe màu đen luôn á. Mà tự nhiên mặc đồ đen luôn. Này giống như là xã hội đen luôn. Y chang là xã hội đen vậy đó.
nè, đây là đây 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 cái móc trà sữa, là tôi móc cái nón, thấy không, móc cái nón rất là tiện lợi luôn, rất là tiện lợi. Còn đối với học sinh á, mẫu xe này thì mình có thể bỏ bỏ sách vở trong cốp nè ha, rồi để đây là để ba lô rồi ha, nói chung rất tiện lợi luôn. Học sinh hay là làm văn phòng sử dụng con xe này rất là tiện, tiện rất là nhiều điều. Và đặc biệt á, có chống trộm nữa, chống trộm thì á an toàn cho những em học sinh á, tại vì tuổi nhỏ mà, tuổi nhỏ người ta hay gọi là hay quên, hay chưa có trưởng thành á, nhưng mà cái này có chống trộm thì rất là an toàn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem kênh của Minh Biker, và đường link mua xe là mình để phía dưới nha anh em nha. Anh em nào muốn tham khảo mua xe là để phía dưới. Và anh em nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm like, subscribe cho kênh của Minh Biker, để Minh Biker sẽ đem tới nhiều mẫu xe độc lạ cho anh em nha anh em. Bye bye, chào tạm biệt.